thời kỳ, sự hiện diện của các thầy cô là niềm hân hoan trong lòng mỗi cựu học sinh khi trở về đây để có thể gặp lại thầy xưa bạn cũ với biết bao cảm xúc bồi hồi. Trong buổi gặp mặt hôm nay, chúng tôi xin mời lên sân khấu các thầy cô giáo nguyên là hiệu trưởng của nhà trường qua các thời kỳ và các thầy cô là những giáo viên đầu tiên của nhà trường, là những người đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng, phát triển ngôi trường thân yêu của chúng ta qua từng giai đoạn thăng trầm. Để đại diện cho các cựu giáo viên qua các thời kỳ của trường lên sân khấu nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo địa phương và lãnh đạo nhà trường nhằm cảm ơn những công lao đóng góp của quý thầy cô cho sự nghiệp chồng người. Chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu thầy giáo Cù Kim Chất, thầy giáo Cấn Văn Sen, thầy giáo Chu Bá Truyền, thầy giáo Phùng Quốc Thuần, thầy giáo Nguyễn Văn Tuyên và cô giáo Đặng Thị Vinh. Trường Quang Trung năm xưa và trường Trung học cơ sở Bình Phú hôm nay thật vinh dự được chào đón các nhà giáo từng giữ cương vị là hiệu trưởng, lãnh đạo nhà trường và thế hệ nhà giáo đầu tiên về công tác tại trường Quang Trung năm xưa. Các thầy cô chính là lớp người đã đặt những viên gạch đầu tiên mở đường cho các thế hệ sau tiếp bước xây dựng và vun đắp cho mái trường được đẹp đẽ khang trang như ngày hôm nay. Trở về mái trường xưa với bao kỷ niệm, gặp nhau tay mắt mặt mừng, những ánh mắt và cả những giọt lệ trào dâng thay cho bao điều muốn nói. Những mái tóc xanh ngày nào nay đã được trắng màu thời gian, màu của những kỷ niệm một thời mãi không quên. 50 năm một giấc mơ, tuổi thơ ngày ấy bây giờ là đây. Thời gian qua đi không bao giờ trở lại, nhưng tình sâu nghĩa nặng của một thời sẽ mãi khắc ghi trong trái tim mỗi con người. Ăn quả nhớ người trồng cây, trường Trung học cơ sở Bình Phú xin được gửi đến các thầy, các cô lời chúc sức khỏe và những lời tri ân chân thành nhất. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã và thầy giáo Đỗ Công Dực, và xin cảm ơn các thầy cô nguyên là hiệu trưởng của trường qua các thời kỳ. Kính thưa quý vị đại biểu, những năm qua, nhà trường có nhiều cố gắng trong giảng dạy và học tập. Thành tích của nhà trường được ghi nhận bằng số lượng giáo viên giỏi các cấp, số học sinh giỏi các cấp theo mỗi năm học. Nhà trường đã bứt phá trên nhiều phương diện. Chính vì thành tích đó, năm học 2012-2013, trường đã được thành phố tặng bằng khen. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Minh Hồng, huyện ủy viên, chánh văn phòng Hội đồng dân, Ủy ban dân huyện Thạch Thất lên công bố quyết định khen thưởng. Xin trân trọng kính mời. Trước khi công bố quyết định, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Phú, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Phú, xin trân trọng kính mời thầy giáo Đỗ Công Dực, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Bình Phú, thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường lên phía trước bục danh dự để nghe công bố quyết định và nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh, trải qua chặng đường 50 năm phấn đấu trưởng thành, đặc biệt là trong năm học 2012-2013, với biết bao khó khăn thử thách, thầy và trò trường Trung học cơ sở xã Bình Phú đã nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi và giành được nhiều thành tựu xuất sắc trong quá trình giảng dạy và học tập. Những kết quả đó đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá cao và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ký quyết định khen thưởng. Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, tôi xin công bố quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội số 4781 QĐ-UBND Hà Nội ngày 9 tháng 8 năm 2013 quyết định về việc khen thưởng các tập thể cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo có thành tích trong công tác năm học 2012-2013. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
căn cứ luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, căn cứ Nghị định số 42 ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng. Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 5811 và 5812 ngày 12 tháng 7 năm 2013 và Ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tại tờ trình số 148 ngày 8 tháng 8 năm 2013. Quyết định điều 1, tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho 25 tập thể thuộc ngành giáo dục và đào tạo đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2012-2013. Tặng bằng khen cho 56 tập thể, 92 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm học 2012-2013. Tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 346 tập thể, có danh sách kèm theo. Điều 2, mức thưởng cho các tập thể được tặng cờ, tập thể lao động xuất sắc theo quy định tại Điều 71. Các tập thể cá nhân được tặng bằng khen tại Điều 75 Nghị định số 42 ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. Tổng số tiền thưởng là 1.277.075.000 đồng được trích từ Quỹ Khen thưởng Thành phố chuyển về tài khoản Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã để thực hiện. Điều 3, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tập thể cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Thảo đã ký. Danh sách các tập thể cá nhân kèm theo quyết định số 4.781 ngày 9 tháng 8 năm 2013, trong đó có Trường Trung học Cơ sở Bình Phú, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Kiều Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất lên trao bằng khen cho Trường Trung học Cơ sở xã Bình Phú. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Đề nghị các vị đại biểu cho một tràng pháo tay để nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Trường Trung học Cơ sở Bình Phú đã đạt được trong năm học 2012-2013. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban huyện, cảm ơn đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban xã Bình Phú. Trân trọng cảm ơn thầy giáo Đỗ Công Dực. Về dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Trung học Cơ sở Bình Phú, hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Kiều Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban huyện phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo và các thế hệ học sinh của Trường Trung học Cơ sở Bình Phú. Hôm nay được về dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Trung học Cơ sở Bình Phú, trước hết cho phép tôi được thay mặt huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và xin phép được thay mặt các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị, các cơ quan của huyện đã có mặt về dự lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Xin được nhiệt liệt chào mừng và kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, các thế hệ học sinh của nhà trường luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo và các thế hệ học sinh của nhà trường. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, từ một đơn vị trường với cơ sở vật chất, với các phòng học mượn, học nhờ, học tạm, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn, khuôn viên chật hẹp, thì đến nay, năm 2005, trường đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia. Và đến nay, các phòng học đã được xây dựng kiên cố, cùng các phòng học chức năng, khuôn viên trường học được mở rộng, khung cảnh sư phạm nhà trường ngày một khang trang, sạch đẹp, tạo nên một diện mạo mới, từng bước đáp ứng được yêu cầu dạy và học của thầy và trò nhà trường. Cùng với sự phát triển về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của nhà trường ngày một lớn mạnh, các thế hệ thầy giáo, cô giáo
đã góp nhiều công sức và trí tuệ cho phát triển sự nghiệp giáo dục của xã nhà. Đã có nhiều thầy cô đạt chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp thành phố. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý của nhà trường luôn tận tụy, cố gắng khắc phục khó khăn, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới. Các thầy cô giáo luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ học sinh noi theo. Các thế hệ học sinh của trường Trung học cơ sở Bình Phú luôn tích cực rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng là học sinh của quê hương có truyền thống yêu nước, cần cù lao động, hiếu học. 50 năm qua, nhiều học sinh cũ của nhà trường đã thành đạt trong công tác và lao động. Nhiều học sinh nay đã là các nhà khoa học, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, là sĩ quan lực lượng vũ trang, là lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị, là giám đốc các doanh nghiệp, các doanh nhân thành đạt, những người thợ lành nghề và những người lao động chân chính. Với nhà trường, cần phát huy những điều kiện thuận lợi, những thành tích đã đạt được, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tham mưu tích cực với cấp ủy, chính quyền để tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, đảm bảo các yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, ra sức đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện tốt yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh sư phạm, có ý thức trách nhiệm cao trong giảng dạy và là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Với các em học sinh, chúng ta cần tích cực tu dưỡng rèn luyện, trau dồi đạo đức, có ý chí vươn lên, siêng năng học tập, biết kính trọng thầy cô giáo, giúp đỡ bạn bè, hiếu thảo với cha mẹ và anh chị em trong gia đình. Mỗi học sinh cần thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Chính là nhờ một phần ở công học tập của các cháu. Với các bác, các thế hệ học sinh cũ của nhà trường, dù ở cương vị nào, vị trí nào, cũng rất mong các bác, các thế hệ luôn luôn cố gắng phấn đấu để phát huy truyền thống của quê hương, của nhà trường và luôn luôn quan tâm đến phong trào và sự nghiệp phát triển giáo dục của xã cũng như của nhà trường. Và phát huy truyền thống tốt đẹp trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, với ý chí vươn lên và sáng tạo của đội ngũ cán bộ, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân dân nhà trường, sự ủng hộ của nhân dân, tôi tin tưởng rằng sự nghiệp giáo dục của Bình Phú nói chung và trường Trung học cơ sở Bình Phú nói riêng trong những năm tiếp theo sẽ giành được nhiều thành tích cao hơn nữa. Và nhân kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, xin thay mặt cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các vị đại biểu xin gửi tới các thầy, các cô giáo lời chào trân trọng nhất và xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu và toàn thể học sinh luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Thế và nhân buổi lễ ngày hôm nay thì xin thay mặt Huyện ủy, Hội đồng và Ủy ban nhân dân huyện xin gửi tới tặng nhà trường lãng hoa và một món quà để cho thầy và trò nhà trường Trung học cơ sở Bình Phú. Xin kính mời thầy giáo hiệu trưởng và các thầy trong ban giám hiệu lên nhận hoa và nhận quà của ban huyện. Phát biểu của đồng chí Kiều Hoàng Tuấn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Kính thưa quý vị đại biểu, sự nghiệp giáo dục của xã Bình Phú trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tích rất đáng ghi nhận. Trong đó, đơn vị trường Trung học cơ sở đã từng bước đi lên, tự khẳng định mình có nhiều thành tích nổi bật của một trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1. Thành tích
và kết quả đạt được là kết quả của ý Đảng, lòng dân, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành ở xã và nhân dân xã Bình Phú đã dành cho nhà trường những tình cảm đặc biệt sâu sắc, sự tập trung trí tuệ và nguồn lực vật chất kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn, với sự đồng thuận và quyết tâm cao. Trong buổi lễ kỷ niệm hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Phú lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Nghiêm Xuân Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất. Kính thưa đồng chí Kiều Hoàng Tuấn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất. Kính thưa các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí đại diện cho các phòng ban của huyện. Kính thưa các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của huyện, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của địa phương qua các thời kỳ. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu về dự lễ kỷ niệm, thưa các em học sinh thân mến, hòa cùng không khí của cả nước đang tưng bừng tổ chức hoạt động thiết thực để chào mừng 83 năm Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc ngày 18 tháng 11 năm 1930, ngày 18 tháng 11 năm 2013 và kỷ niệm 31 năm Ngày Hiến Chương Các Nhà Giáo 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2013. Được sự nhất trí của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, các phòng ban chức năng của huyện, hôm nay Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Trường Trung học Cơ sở xã Bình Phú long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Trung học Cơ sở nhằm ôn lại truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội của địa phương, Trường Trung học Cơ sở xã Bình Phú, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và ghi nhận các quý vị đại biểu đã bố trí thời gian về dự và chúc mừng lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Xin trân trọng cảm ơn, xin chúc buổi lễ của chúng ta vui vẻ, thành công, tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, nhìn lại 50 năm qua, trải qua nửa thế kỷ, biết bao thăng trầm của lịch sử. 50 năm đã đi qua, một quãng thời gian đủ dài để chúng ta nhìn lại những gì đã đạt được của Trường Trung học Cơ sở nói riêng và sự nghiệp giáo dục của địa phương nói chung và những gì cần phải vươn tới trong tương lai, trong giai đoạn cách mạng mới theo tinh thần nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp về công tác giáo dục. Trường Trung học Cơ sở xã Bình Phú mà tiền thân là Trường Phổ thông Nông nghiệp Quang Trung được thành lập từ năm 1963. Từ buổi đầu thành lập, trước muôn vàn khó khăn gian khổ, trường phải nhờ vào tỉnh làng gia thôn Phú Hòa. Trong quá trình xây dựng và phát triển đi lên của nhà trường, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp qua các thời kỳ, từ việc chặt hạ những cây phi lao, xà cừ, xây nhà đốt gạch để xây dựng trường lớp, đóng bàn ghế, đến quá trình lập dự án xin vốn đầu tư để xây dựng vật chất theo quy mô chuẩn hóa. Kính thưa các quý vị đại biểu, đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, cả dân tộc đang vững bước trên con đường đổi mới do Đảng ta lựa chọn, đồng thời cũng đứng trước vận hội và thách thức. Để góp phần vào nhiệm vụ chung, tại buổi lễ kỷ niệm hôm nay, thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương, tôi xin đề nghị nhà trường cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, trường tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động như học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nhà trường tăng cường tổ chức các hoạt động tập thể, các trò chơi dân gian nhằm giáo dục cho học sinh ý thức tập thể, thực hiện có hiệu quả việc giáo dục lòng hiếu thảo cho học sinh biết ơn cha mẹ, lễ nghĩa tri ân với thầy cô giáo, thân ái với bạn bè, dạy cho học sinh kỹ năng sống thông qua các hoạt động tập thể. Các em cảm nhận mỗi ngày đến trường là một ngày vui, nó sẽ để lại cho các em những kỷ niệm khó quên về thầy cô, bạn bè, mái trường, để tạo nên lớp người trí thức có văn hóa, có nhiệt huyết, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào mà Tổ quốc cần và đóng góp trí tuệ, công sức của mình xây dựng quê hương xã Bình Phú giàu đẹp và phát triển, phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trước thời gian dự kiến. Kính thưa các quý vị đại biểu, trong niềm hân hoan của buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Ban giám hiệu nhà trường Trung học Cơ sở xã Bình Phú, cho phép tôi được trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân,
phòng giáo dục đào tạo huyện Thạch Thất, các phòng ban chức năng của huyện, các cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã, các ông bà đại diện cho các thế hệ học sinh, đại diện cho hội phụ huynh học sinh đã không ngừng quan tâm giúp đỡ nhà trường trung học cơ sở nói riêng và công tác giáo dục đào tạo của địa phương nói chung trong từng chặng đường qua, đặc biệt là quý thầy cô giáo qua các thế hệ đã miệt mài lặng lẽ là những người lái đò tiếp sức cho bao thế hệ học sinh đã qua. Trong buổi lễ hôm nay, tôi xin thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xin được tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo huyện và tha thiết đề nghị các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội, các cơ quan chức năng của huyện, cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã, các thầy cô giáo, các thế hệ học sinh qua các thời kỳ tiếp tục quan tâm theo dõi, giúp đỡ về tinh thần và vật chất để trường trung học cơ sở Bình Phú nói riêng và sự nghiệp giáo dục đào tạo của xã Bình Phú nói chung ngày càng phát triển, đáp ứng với yêu cầu công tác giáo dục trong tình hình mới. Tại buổi lễ hôm nay, trước những tấm lòng chân tình sâu sắc của các vị đại biểu về dự buổi lễ, tôi tin tưởng rằng công tác giáo dục và đào tạo của địa phương xã Bình Phú ngày một phát triển, đáp ứng với yêu cầu cho việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. Cuối cùng, thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý về dự buổi lễ hôm nay luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Già giáo Việt Nam, thay mặt cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tôi xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân viên nhà trường, những người làm công tác giáo dục luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, tiếp tục có những đóng góp quý báu trong sự nghiệp chồng người để từng bước đưa xã Bình Phú nói riêng, huyện Thạch Thất nói chung ngày càng ổn định và phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, 50 năm một chặng đường, hôm nay các thế hệ thầy và trò trường Trung học cơ sở Bình Phú được về đây hội ngộ với tình cảm dạt dào dưới mái trường quê hương. Niềm vui cứ mãi nhân lên, hạnh phúc này không phải chỉ riêng các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các thế hệ học sinh, mà đó là hạnh phúc của tôi, của anh, của tất cả chúng ta và của cả nhân dân xã Bình Phú. Kỷ niệm 50 năm thành lập trường, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu, lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện. Cảm ơn các ban ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong huyện và trong xã. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị bàn, các trường trong huyện, các cơ quan doanh nghiệp đóng quân trên địa bàn xã đã bớt chút thời gian về dự chung vui với buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Chúng tôi xin cảm ơn sự hiện diện trang trọng của các thầy giáo, cô giáo, các anh chị là cựu học sinh nhà trường. Đặc biệt, để góp phần thành công cho ngày hội hôm nay, ban tổ chức xin cảm ơn các ông bà đại diện các thế hệ cha mẹ học sinh đã giúp đỡ ban tổ chức trong quá trình triển khai công việc. Cảm ơn các cơ quan thông tin đại chúng đã đưa tin và viết bài. Cảm ơn tất cả các đồng chí và các bạn. Cảm ơn các thế hệ học sinh nhà trường qua các thời kỳ đã tô điểm cho sự thành công của buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường ngày hôm nay. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn và xin bế mạc buổi lễ.